Việt Nam thủng lưới 36 lần sau 3 trận gặp Brazil châu Á, Thái Lan mới đủ đẳng cấp tạo địa chấn. Trận thua 1-8 trước tuyển Futsal Iran là lần thua 3 mà Việt Nam thua với cách biệt 7 bàn trở lên. Cụ thể, 3 lần gặp Iran, đội bóng có biệt danh Brazil châu Á thì tuyển Futsal Việt Nam nhận đến 36 bàn thua và ghi được 6 bàn. Năm 2014, Việt Nam thua Iran với tỷ số 4-15, 2 năm sau, Việt Nam thua Iran 1-13. Cuộc so tài diễn ra vào chiều nay có tỷ số 8-1 với phần thắng thuộc về Iran. Nhìn vào quá khứ, thất bại 1-8 của tuyển Futsal Việt Nam là trận thua với tỷ số có cách biệt thấp nhất, vì hai lần trước thì Iran đều ghi 13 trở lên vào lưới tuyển Futsal Việt Nam. Ở Đông Nam Á, tuyển Futsal Thái Lan mới đủ trình độ tạo địa chấn trước Iran. Năm 2012 là ví dụ, Thái Lan gây sốc cả châu Á khi đánh bại Iran 2-1 để giành quyền vào chung kết giải vô địch châu Á 2012. Hồi tháng 3 năm nay, 2022, Thái Lan đánh bại Iran 3-0 để vô địch giải giao hữu Futsal NSDF. Trong cuộc so tài diễn ra vào chiều nay, tuyển Futsal Việt Nam chỉ đứng vững đến phút thứ 7. Temi bắt quả vô lê đẹp mắt mở tỷ số cho Iran sau một loạt cơ hội được tạo ra trước đó bị bỏ lỡ. Brazil châu Á khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-0 trước tuyển Futsal Việt Nam. Ở hiệp 2, Việt Nam vẫn không thể nào lên bóng trước sức mạnh quá chênh lệch với tuyển Futsal Iran. Thủ môn Hồ Văn Ý có thêm 4 lần vào lưới nhặt bóng. Đến phút 37, Nhà Gia Hưng chuyển bóng để Đức Hòa thoát xuống sút, tung lưới Iran và giúp cho tuyển Futsal Việt Nam có bàn thắng danh dự. Thất bại 1-8 trước Iran, Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải Futsal châu Á 2022. Đây là kết quả được dự đoán từ trước vì Iran quá mạnh so với Việt Nam vào phần còn lại của giải đấu. Iran đã 12 lần vô địch sau 15 lần giải đấu được tổ chức.